Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDE. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chương trình unlock của dự án Social Crypto. Ở thăm tập dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái nhiệm vụ unlock. Trước tiên là các bạn sẽ mở kênh một website này. Rồi. Tiếp theo chúng ta follow kênh Telegram. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ điền username của kênh Telegram nhé. Username kênh Telegram chúng ta. Tiếp theo join tiếp vào group Telegram này. Điền username. Follow Twitter nó mở ra. Bạn tiến hành follow. Rồi, trở lại đây thì chúng ta sẽ điền username của kênh Twitter. Ta copy username. Cái đây. Tiếp theo chúng ta sẽ retweet một tweet. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái nút retweet này. Ấn không được thì ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ join kênh channel. Subscribe kênh channel này. Tiếp theo chúng ta sẽ gửi cái username của kênh YouTube chúng ta. Ta ấn về từ nhà copy username sau rồi quay channel anh em nhé. Các bạn paste đây. Tiếp theo join Discord chúng ta mở đây. Ở cái biểu mẫu Visual Lab này nó có, sẽ có cái thao tác tuyển dụng anh em ạ. Các bạn chờ chút, mình mở sang profile khác để mình hoàn thành cái phần này nhé. Ta sẽ ấn upgrade này, liên kết cái Discord. Bây giờ ta sẽ tiến hành join. Sau khi liên kết, chúng ta sẽ join vào cái Discord của dự án nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục này. Chúng ta ấn vào phần username, copy và chúng ta nộp cái username lên, ấn vào ai vừa join chiếc server. Vậy chúng ta sẽ cần có một cái bước xác thực. Rồi, ok, mình sẽ điền là anh 60p. Đợi một giây. Ok, nó đã nhận rồi. Tiếp theo phần địa chỉ ví. Đối với phần địa chỉ ví, chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví MetaMask hoặc là ví chết của net nhé. Ví ETH ở trên chết của net. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình lớp của dự án Social Crypto. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn chờ tiếp theo.